Ốc Thanh Vân và loạt sau Việt mang bầu, mũi nở to gấp đôi, nhìn Thủy Tiên còn choáng hơn. Xem qua loạt ảnh lúc mang bầu của các mỹ nhân này quá choáng, có người mũi như to gấp đôi luôn. Vì tăng cân khá nhiều khi mang thai nên khuôn mặt của Phan Như Thảo cũng tròn xoe theo. Đặc biệt chiếc mũi của cô nàng cũng nở khá to. Phương Trang khiến nhiều người ngỡ ngàng với hình ảnh này lúc bầu bì. Mũi cao sọc dừa của cô đã thay đổi hoàn toàn trong thời kỳ bầu bì. Ốc Thanh Vân cũng không thoát khỏi số phận này, nhìn mũi của cô nàng tròn xoe luôn. Hẳn ai cũng choáng khi nhìn hình ảnh so sánh này của Ngọc Lan. Bình thường mũi Ngọc Lan cũng không phải quá thon, nên lúc có bầu to ra chút cũng là điều dễ hiểu. Thủy Tiên tăng cân nhiều nên mũi cũng nở to, hơn nữa lại còn có màu hơi đỏ. Sự thay đổi một trời một vực của diễn viên Thanh Thúy thì chẳng cần gì phải nói, nhìn qua là choáng ngay. Nhật Kim Anh cũng tăng cân khá nhiều khi mang bầu, so với những hình ảnh trước thì cô nàng chỉ muốn khóc thét. Đúng là mang bầu đã khiến Phạm Thanh Thảo xuống sắc rất nhiều. Phạm Quỳnh Anh cũng vậy, nhìn cánh mũi to tròn của cô nàng lúc mang bầu khác hoàn toàn bình thường. Diễn biến bất ngờ vụ sao võ thuật bị tố mê sắc dục phô độ. Những thông tin mới nhất về bê bối tình dục của ngôi sao võ thuật Châu Triệu Long khiến fan bị sốc. Ngày 28 tháng 8, sau khi vụ bê bối tình dục của ngôi sao võ thuật Châu Triệu Long dồn dập xuất hiện trên mặt báo, truyền thông Hoa ngữ đã tìm mọi cách liên lạc với nhân vật chính Nhân Bất Thành. Phía đại diện của Châu Triệu Long, quản lý Mộng Khải Kỳ ban đầu cho biết sự việc có liên quan đến đời sống riêng tư của nghệ sĩ nên chúng tôi đã nhờ luật sư xử lý. Lý do Châu Triệu Long mất tích giữa bão scandal. Tuy nhiên ngay sau đó, người này đưa ra một thông báo mới, trong đó nhấn mạnh vụ việc của một fan cuồng gần đây với Châu Triệu Long là không có thật. Tôi đã nhờ nhân viên kiểm định chuyên nghiệp kiểm tra, tất cả những bức ảnh mà cô gái đó đưa ra đều có chỉnh sửa Photoshop nhằm hủy hoại danh tiếng của Châu Triệu Long. Quản lý Mộng cho biết thêm, cô gái này nhiều lần gửi tin nhắn cho tôi nhưng tôi không để ý. Tôi thấy mưu đồ của cô gái này quá rõ ràng, tôi không muốn tiếp tay cho cô ta mượn danh tiếng của Châu Triệu Long để nổi tiếng. Bên cạnh đó, quản lý Mộng cũng chia sẻ thông tin mới nhất, Châu Triệu Long đã sang Mỹ nghỉ ngơi sau thời gian làm phim bận rộn. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 8 vừa qua, anh ấy đã gặp tai nạn xe hơi ở Los Angeles. Người phát ngôn cho hay, ông chỉ nhận được thông báo ngắn gọn rằng nam diễn viên được đưa vào viện cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, ông chưa nắm được cụ thể tình trạng sức khỏe của Châu Triệu Long ra sao. Quản lý Mộng hứa sẽ tìm cách liên lạc với người thân của tài tử ngồi nổ và chúc anh sớm bình phục. Theo trang báo, phóng viên nhiều lần thử liên lạc với Châu Triệu Long nhưng bất thành. Điện thoại của hai vợ chồng tài tử Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký đang trong tình trạng tắt máy. Cũng không cài đặt chế độ để lại tin nhắn thoại như trước đây họ vẫn sử dụng. Lời khai mới của nhân chứng vụ Châu Triệu Long lừa dối cả vợ lẫn nhân tình. Do địa lý cách trở làm gián đoạn diễn biến của vụ bê bối Châu Triệu Long, dư luận càng thêm tò mò bàn tán. Cùng thời điểm này, cô gái tố cáo Châu Triệu Long ngoại tình tiếp tục có những lời khai với phía truyền thông và luật sư. Theo đó, cô gái khẳng định gắn bó với ngôi sao võ thuật hơn 3 tháng. Trong thời gian này, cô từng nhiều lần đến nhà riêng của Châu Triệu Long mà không hề cảm thấy sự vướng bận như một người đàn ông đã có vợ con. Có lần cô để quên nội y và được anh đích thân giặt giũ. Cùng với sự chiều chuộng và tình cảm, cô gái tin tưởng rằng Châu Triệu Long đang hoàn tất thủ tục ly hôn và xác định gắn bó với mình. Cho đến khi bắt gặp nhiều tin nhắn và ảnh nhạy cảm trong điện thoại của tài tử, cô mới bàng hoàng phát hiện thói đam mê sắc dục vô độ của anh. Đáp trả phát ngôn của quản lý Mộng, cô gái nhấn mạnh mục đích của mình khi tung tin sốc là để trả thù Châu Triệu Long đã phản bội mình. Nếu động cơ nhằm nổi tiếng trong suốt thời gian hẹn hò ngôi sao này, cô đã có thừa cơ hội để làm chiêu trò khác. Cô gái tuyên bố chỉ cần Châu Triệu Long ra mặt xin lỗi, cô nguyện tha thứ và xóa sạch mọi thông tin bất lợi cho anh trên mạng xã hội. Năm mỹ nữ khuấy đảo làng giải trí Trung Quốc. Những bóng hồng xuất thân từ các vùng dân tộc thiểu số như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trác, Mạch Địch Na đã tạo nên làn gió mới cho làng giải trí. Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Từ nhỏ cô đã có năng khiếu ca hát. Năm 9 tuổi, Nhiệt Ba trúng tuyển vào khoa vũ đạo Học viện Nghệ thuật Tân Cương. Đến năm 15 tuổi, cô trở thành diễn viên múa của đoàn ca múa Tân Cương. Năm 2010, cô thi vào khoa diễn xuất Học viện Hí kịch Thượng Hải.
Cùng năm, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lục Xuyên khi ông đến trường tuyển diễn viên cho bộ phim Thịnh Yến của Vua. Sau khi gia nhập làng giải trí, Nhiệt Ba nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đạo diễn bởi nét đẹp cổ điển. Năm 2014, cô trở thành gương mặt triển vọng với thành công của bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Một năm sau, Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính trong phim Nghịch Quan Chi Luyến. Cùng năm, cô nhờ vai diễn trong phim Người Tình Kim Cương đoạt giải nữ diễn viên triển vọng tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2015. Năm ngoái, Nhiệt Ba lập kỷ lục với 4 bộ phim truyền hình Nước Thang Tình Yêu, Ban Thuộc Truyền Kỳ, Lục Phiến Môn và Hot Girl. Bước vào năm 2017, cô tiếp tục phủ sóng màn ảnh với phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, phiên bản truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và bộ phim mới nhất đang phát sóng là Từng Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm. Tháng 7 vừa qua, Diệp Ba hoàn thành bộ phim Liệt Hỏa Như Ca, đóng chung với hai nam thần Châu Du Dân và Trương Bân Bân. Cổ Lực Na Trác là đồng nghiệp cùng thời cùng quê với Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng Cổ Lực Na Trác xuất thân là người mẫu. Năm 2011, cô thi vào khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đóng bộ phim truyền hình đầu tay Hiên Viên Kiếm. Trong phim này, Cổ Lực Na Trác thể hiện xuất sắc vai Tiểu Tuyết xinh đẹp, thoát tục hậu nhân của nữ oa, được dân mạng xưng tụng thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới. Năm 2013, Cổ Lực Na Trác lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, đóng phim Câu Chuyện Cảnh Sát 2013 và Bordari. Hai năm sau, người đẹp trở lại màn ảnh nhỏ với hàng loạt bộ phim Sơn Hải Kinh, Xích Ảnh Truyền Thuyết, Đại Sư Chia Tay. Năm nay, Cổ Lực Na Trác nhờ bộ phim Tiên Kiếm Vân Chi Phàm lọt vào danh sách đề cử nữ diễn viên xuất sắc Liên hoan phim truyền hình Hoa Đỉnh Trung Quốc lần thứ 22. Mới đây, cô nổi như cồn với bộ phim Trạch Thiên Ký, đóng chung với Lục Hàm và Diêu Địch. Mạch Địch Na. Mạch Địch Na sinh năm 1987 ở Tương Cương, là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Năm 11 tuổi, cô gia nhập đoàn ca múa Tương Cương. Do có năng khiếu vũ đạo nên được tiến cử đến Học viện Nghệ thuật Thịnh Cơ Bắc Kinh để đào tạo chuyên môn. Sau 5 năm chuyên tu, Mạch Địch Na trở về đoàn ca múa Tương Cương, trở thành một trong những nghệ sĩ múa trụ cột. Năm 2010, khi đoàn làm phim Tân Hoàng Châu Công Chúa tuyển chọn diễn viên, nhờ có lợi thế vũ đạo nên Mạch Địch Na đã vượt qua hàng ngàn ứng cử viên, trúng tuyển vai Hương Phi. 3 năm sau, cô được chọn thể hiện vai Beth, cô gái xinh đẹp hoạt bát trong phim Không Phải Hoa Chẳng Phải Xương của Quỳnh Dao. Lối diễn xuất chân phương cùng ánh mắt như biết nói đã giúp cô chiếm trọn tình cảm khán giả. Từ các bộ phim Nhà Tôi Có Hỷ, Chiến Quốc Tiểu Binh, Ngã Vị Cuồng Phong, con đường diễn xuất của Mạch Địch Na ngày càng rộng mở, chinh phục khán giả bởi khí chất độc đáo của người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Dương Ngụy Linh Hoa. Dương Ngụy Linh Hoa sinh năm 1980 tại khu tự trị Nội Mông Cổ. Cô đến từ những đồng cỏ mênh mông bát ngát, là giọng ca chính của nhóm nhạc Phụng Hoàng Truyền Kỳ. Giọng hát của cô mạnh mẽ đầy nội lực, có sức thẩm thấu cực cao, mang đậm phong cách phóng khoáng, được giới âm nhạc ví von là Đằng Cách Nhĩ phiên bản nữ. Từ những bài hát bất hủ Nguyệt Lượng Chi Thượng, Hà Đường Nguyệt Sắc đến ca khúc Thịnh Hành, Tối Huyền Dân Tộc Phong, Dương Ngụy Linh Hoa đã tạo ra dòng nhạc mới với sự kết hợp hoàn mỹ giữa thể loại nhạc nhân ca và nhạc rap, biến tổ hợp âm nhạc Phụng Hoàng Truyền Kỳ trở thành huyền thoại trong nhạc đàn Trung Quốc. Mẫu Kỳ Di Nhã. Mẫu Kỳ Di Nhã sinh năm 1987 tại Châu tự trị tại dân tộc Sở Hùng Di. Do sức khỏe không tốt nên Mẫu Kỳ Di Nhã học yoga để tăng cường sức đề kháng, nhưng không ngờ cô lại đam mê bộ môn này và trở thành huấn luyện viên yoga. Tháng 4 2012, Mẫu Kỳ Di Nhã đảm nhận vai trò đại sứ hình tượng Đại hội Yoga Trung Quốc lần thứ 3. Với chiều cao 1m72, vóc dáng xinh đẹp, Mẫu Kỳ Di Nhã đã được đạo diễn Du Đảo mời đóng vai chính trong bộ phim đầu tay Mật Đạo Truy Tông 2014. Sau đó, cô được đạo diễn Trịnh Bảo Thoại mời góp mặt trong phim Tây Du Ký Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh 2016. Năm 2016, Mẫu Kỳ Di Nhã đảm nhận vai trò đại sứ hình tượng Đại hội Yoga Trung Ấn, đồng thời được đạo diễn Đường Quý Lễ mời tham gia diễn xuất kim cố vấn chuyên môn yoga trong bộ phim Kung Fu Yoga do Thành Long đóng vai chính. Sau phim này, Mẫu Kỳ Di Nhã tiếp tục hợp tác với đạo diễn Đường Quý Lễ trong bộ phim cổ trang huyền ảo Phượng Hoàng Vô Song, thủ vai Phượng Hoàng Thánh Nữ Nhung Song Song. Đóng vai vợ thằng Đậu, Thúy Diễm được Lương Thế Thành khen không diễn cũng ra vai. Vào vai phụng trong phim Vợ Chồng Đậu Thời Am Còng, Thúy Diễm đã có những trải nghiệm nhớ đời, trong đó có cảnh cô phải sắn quần tắm heo trong ngày cưới.
Trong bộ phim tâm lý hài Vợ chồng đậu thời A Còng dài 28 tập của đạo diễn Trần Trí Thành, Thúy Diễm vào vai Phụng, cô vợ tương tự hậu đậu, trong khi chồng là đậu Ngọc Thuận lại nóng vội. Cả tin và liều lĩnh nên hai vợ chồng trải qua từ thất bại này đến thất bại khác. Thúy Diễm và Ngọc Thuận là cặp đôi không còn xa lạ với nhiều khán giả truyền hình khi đóng cặp cùng nhau trong nhiều bộ phim như Góc khuất số phận, Mùa thu đi một nửa, Sóng tình. Với bộ phim lần này, cả hai thể hiện một góc nhìn khác về nghĩa vợ chồng. Dù trải qua bao sóng gió, nhưng sự sắc son chung thủy đã giúp họ sẽ chạm đến hạnh phúc. Chia sẻ về vai diễn, Thúy Diễm hào hứng cho biết, đây là vai diễn mới lạ, kiểu tương tự hậu đậu chân chất. Ai đời mà ngay ngày cưới, cô dâu phải sắn quần chui vào chuồng tắm cho heo. Diễm thực sự thích thú vai diễn này. Đây cũng là vai diễn đầu tiên Diễm tự lồng tiếng cho nhân vật của mình. Khi được hỏi ông xã Lương Thế Thành nói gì về vai diễn này, Thúy Diễm bật cười cho biết, anh ấy nói khỏi coi đã biết hay rồi, tại vì không cần diễn cũng ra vai, không biết là đang khen hay chê mình. Với Ngọc Thuận, anh lại tìm thấy mình trong nhân vật đậu và rất thoải mái khi được sống với nhân vật, được trở lại đời sống của chính mình ngày xưa. Mặc dù sau vai diễn, nam diễn viên bị xuống ký và da sạm đen vì những ngày phải quay giữa cánh đồng nắng chói chang của mùa hè. Khi nhận xét về bạn diễn Thúy Diễm, Ngọc Thuận hài hước, tôi với Thúy Diễm trong phim như hai người đàn ông vậy.